Xin chào quý khán giả, hiện mình đang có mặt là tại ấp Trung Bình 2, xã Vĩnh Trạch, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Và hôm nay được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, mình đến nhà của anh Giang nha quý vị. Trong giấy là anh tên Hội là 47 tuổi, là cái anh là bị lỡ đít đó quý vị. Rồi sinh sống đít đồ lỡ hết trơn, bây giờ là hết khả năng. Và trong gia đình không còn khả năng nữa. Thì vợ ảnh thì phải chăm sóc cho anh, nên là anh không có thể, chỉ không có thể nào mà đi làm gì được. Rồi, cảm ơn con nha. Con tên gì? Hả? Trương Đăng Khoa. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 3 rồi. Lớp 3 chứ không phải lớp 1 hả? À, năm nay nhiêu tuổi? 12 tuổi. Ba bệnh bao lâu con biết không? Không biết ba bệnh bao lâu luôn. À, sao mà ba bệnh mà con không biết? Rồi bây giờ con biết ba bệnh gì không? Cũng không biết ba bệnh gì luôn. Sao mà vui vẻ với ta, cười hoài ta? Hả? Vậy ba bệnh gì có phụ giúp mẹ được gì không? Giúp mẹ được gì? Hả? Con muốn hứa gì cho ba uống không? Có lấy thuốc ba uống gì không? Bánh cho ba. Con đi nước, đi nước. Này là người con lớn hả chị? Lớn. Học mùa 1 là ba bệnh giờ nghỉ luôn đó hả? Em tên gì? Như năm nay nhiêu tuổi rồi? 19 tuổi rồi ha. À, cái năm đó là ba bệnh là mình học lớp 11 là mình nghỉ luôn ha. Còn ham học không? Bây giờ còn tính đi học không? Phụ mẹ. Phụ mẹ ha. Thì mẹ bây giờ chăm sóc cho ba không, còn mình nên cứ lo động ở nhà không? Nghe nói gì làm công ty hả? Làm ở Phú Hòa. Lương đỡ không? Ba triệu mấy, 4 triệu một tháng. Cái sức lao động cũng có nha quý vị. Thì học 11 là đã nghỉ học rồi, tại vì ba bệnh cho nên là nghỉ. Rồi mà ở ngoài có tăng ca tăng gì không? Dạ bây giờ thì cũng không có tăng ca, về dịch nó không có hạn, nó không có tăng ca làm. Bây giờ thì tránh về. Nghỉ ha. Bây giờ là còn làm không hay là bị dịch ta cho nghỉ luôn rồi? Cho nghỉ 2 tuần, hết 2 tuần vô cho nó coi chỗ rồi cho làm còn mấy cái này cho nghỉ tiếp. Vậy ha, là nghỉ hồi bữa 30 tới giờ đó hả? Giờ đầu tháng tới giờ. Đầu tháng tới giờ. Anh bữa nay khỏe không chị? Hôm qua ăn chê mệt. Hôm qua ăn chê mệt rồi. Sao mình để chứ đó này chị? Cái này mình để nên đỡ rồi. Chịu mà chứ chưa thông thả cho nó nóng, nằm gì nấm có nóng nè, đỡ cho thông không có lương nhà. Còn cái này cái gấu mình chiên này nặng mà gục cái đầu gương đỡ chút. Dạ. Sao mà mình thấy bữa nay cái giò nó xương phù lên dữ vậy? Hoài vậy, bóp bóp nó cũng giảm giảm, nó giảm. Bóp cũng hoài vậy. Mình coi lên xuống là mình chặn động là mình sợ nó liệt thẳng gì đó. Rồi mình cũng coi lên xuống vậy mà sao nó không hết nó xưng vậy. Anh ăn uống được không chị? Ăn bữa ăn được thì được nửa chén, có khi ăn bữa nào ngon được một chén, khi ăn không được luôn thì không ăn luôn, bỏ ăn luôn. Ăn nghỉ ăn chứ nhà ăn được, nói tại vì là em bẻ cái lụa ói mệt. Mệt ói luôn hả? Dạ ói luôn, luôn. Mà ói cứ ói không ra gì, cứ hơi thì ăn được luôn. Bỏ ăn nên mệt đó, nó nói. Thì khi ăn không được, nó khi ăn nào thì cũng ăn được một chén, khi được nửa chén thì không ăn luôn. Thì lúc ăn được ăn không vậy. Rồi cháu trai bây giờ đi làm không được, rồi hoàn cảnh gia đình mình 4 người vậy thì sống sao chị? Nhà số 7 cho gạo một tháng. Số 7 này không cho được kỳ 2 lần vậy đó. Rồi tao cho ổng như tay ổng đây ra. Thì duyên cho ổng không cho là mình được hàng tháng cục ký gạo. Thì được tháng 20. Gạo mình đủ ăn một tháng không? Dạ thì đủ hay không? Tại có ông ngoại nó nuôi ngoại già thêm ba. Ông ngoại ở đâu? Ở nơi đó mẹ, có ở nơi đó mà. Ông lại đi ăn cơm. Ông lại đang ăn cơm ha. Ba bệnh rồi nuôi thêm ông ngoại, rồi thì sức khỏe trong gia đình sao? Thì như người ai cho cũng sẽ nhín nhín mua đồ ăn, khi cái thường mua nhín nhín, cái tiền nên mua nhiều một chút, không có là mua nhín nhín ăn út. Thì nào có hiếm trên đó, bác cho như bác có ăn gì, bác cho miếng miếng ra xuống ăn cho mẹ ăn.
Rồi cái bệnh của anh như vậy nhắm bác sĩ rồi ta nói có khả năng hồi phục không chị? Bác sĩ là đó, lúc mình mới bệnh thì bác sĩ nói là có hồi phục, rồi mình thấy nằm lâu quá rồi mình chưa biết cách thức làm sao nữa, nằm quá lâu vậy đó. Quá lâu dạ, nằm lâu như lỡ hoài rồi nóng hành nóng sốt hoài đó, rồi mình không biết là hiện giờ còn hành nóng sốt nè, như khi lâu lâu cái nóng lạnh cái gung lên vậy đó, cái gung cái lao nóng cái bớt cái mệt cái hồi có thẻ rồi cũng mệt vậy đó. Bao lâu còn mình không đi bệnh viện rồi chị? Mấy tháng này vậy trước mình... đi cho nhà thương mình nè, vài cái là nóng sốt rồi có tiền thì đi, không tiền không dài lắm đi. Mình khám, mình có khám bệnh á, lỡ có biết ẩn bệnh gì chính xác bệnh gì không? Thì mình ra nhà thương đầu đưa qua lao nó bệnh lao cuộc sống, mình nói không muốn có lãnh thuốc lao cũng rồi. À. Rồi cái sao này nó qua bên đó là anh không có gửi cho thương mình, cái nó ăn nhiễm trùng thêm. À. Mình đâu có rửa được hàng ngày đâu mà nó ăn nhiễm trùng. Trùng thêm cái sao đợt sau ra lần sau nữa lần sau cái hỏi gì cái kể cái lập bếp ra câu vậy đó. À. Nó đưa mình lầu 4 bác sĩ nói giờ chính cắt thịt đùi ra nó qua cái giá này. Bác sĩ kia ông như mình hợp lại mong kia hợp lại nó ra này quá lỡ nhiều rồi. Lỡ nhiều rồi đắp làm nhiêu đâu có được, tụi đâu gỡ đắp cho nổi. Mình thử ra không đắp nó rửa mấy ông cũng rửa thằng cho nó lành khô thôi. Mà cũng không khô nổi. Mà trong đó nó cứ nước mủ chảy ra hoài vậy đó. Bây giờ cũng mủ cũng chảy dạ, hoài. Dạ cũng chảy hoài vậy đó. Mình khi nó ướt cái này nè, mình lót thì nó ướt cái này luôn nè. Ướt cái miếng đạt mình băng rồi ướt luôn miếng này nữa nè. Cứ ra hoài. Cũng rửa hoài tại vì thay ướt nó thôi thì mình cứ rửa hoài thì còn thay ướt mình rửa thành thay thay ướt mình rửa thành thay vậy đó. Hôm nay 19 tuổi rồi đi chân mạnh lo phụ gia đình được cả ha, cũng rất mừng nghe quý vị là còn được một người con lớn giúp đỡ thì cha thì nằm rồi con thì mặn nuôi cha như vậy cũng là một cái đạo hiếu nha quý vị, nhưng mà rất mọi người nói là đã học xong mùa 1 rồi mà chưa được hết mừng ai mà nghỉ thì thấy hơi ổn. Nhưng mà như hoàn cảnh là bắt buộc là cháu phải nghỉ. Con học có lý không? Dở không? Dở hả? Dở học lớp 3. Dở học lớp 3. Cái giấy thương của ảnh bữa nay nó nhiều không chị? Cũng mình tại mình mới rửa rồi nó cũng đỡ một chút vậy đó. Bây giờ nói chung ra là đá ỉa là ảnh hết cảm giác gì hết rồi hả? Đi mỗi thằng đi cầu ngóc móc. Vậy ha. Thì đâu cảm giác đâu ra rồi thử ra ngóc móc ra để hơi nó nha. Không tiêu quá. Đi cầu là mình đi cầu là mình phải móc ra luôn đó hả? Dạ. Ảnh móc không nhận gì nữa, nó không ấy thì nếu trên cái bao bụng tay nó không ấy xuống đâu xuống được nha, cảm giác đi đây đâu. Móc ra luôn. Dạ, ngày phải đi sinh 2 lần vậy đó. Ngày mình phải móc 2 lần cho. Dạ. Cái nó bảo không có đau bụng, nó đau căng cái bụng nó cái đau không có đau. Rất là tội quý vị. Bây giờ là hết còn cảm giác gì đi cầu đồ là hết còn cảm giác gì hết rồi ha. Dạ, mới rửa đi mà nó còn mới ra. Mới rửa đi ra mủ nữa. Dạ, ướt gì nè, đây chút nước lại chứ chưa cái nó ướt này luôn cái mình thay lại nữa. Nó cái chiều của mình thay nó này bớt khô nè, này nó cũng đỡ nó không còn à. Hay còn chút cái này không. Bây giờ là cái tình hình của ảnh là mình đi chịu luôn chứ không còn khả năng gì hết rồi hả chị? Không bây giờ cũng như là nó muốn chai hết luôn. Dạ. Lúc đó là mình nổ rồi, mình nổ trên đây thôi. Nằm ống thầy nổ thầy đi. À. Cái quan mũ á, dịch á, ăn gồm qua đây nè. Bác sĩ này là ăn gồm cuộc sống mình rồi đó, ăn quan sống mình rồi. Thử ra nó không có ấy nữa thì nó ra kiểu mà nó cũng như nó làm lỡ này đi lỡ này lần mình ra nó ra mũ cái nó ra mũ đường này cái này thì hết mũ rồi thì ra mũ cái đường ra cái này đó. Rất là tội quý vị bây giờ là không còn khả năng gì hết mà gia đình thì 4 người
mà chỉ phụ thuộc vào có mình nên là con trai lớn là đi làm, nhưng mà bây giờ bệnh dịch đâu nữa rồi con trai lớn làm không được nữa, thì cũng rất mong xã hội kêu chung tay tiếp sức cho chị, chứ bây giờ là ảnh là hết khả năng rồi. Em để anh xuống đi chị. Con gắng làm nuôi cha nuôi mẹ nha. Bây giờ cha mình còn ngày nào thì hay ngày ấy. Vậy sao bây giờ? Bệnh tình của cha mình vậy mình biết không? Biết phải không? Ảnh cũng còn minh mẫn rồi, nói chuyện đâu cũng bình thường. Dạ, nói chuyện thì bình thường khi con sốt rồi thì không được chứ. Nói cái này nó xàm kia cái giật mình vậy đó. Cái hồi nóng quá nóng á, sốt cái xàm vậy đó. Anh nằm bệnh vậy rồi anh thấy trong mình anh bây giờ sao rồi? Anh thấy trong mình anh bây giờ sao rồi? Có lúc tôi mệt, có khỏe rồi. Hiện giờ đang mệt hay là khỏe? Giờ thì cũng đỡ. Bây giờ cũng đỡ ha. Anh nằm anh bệnh vậy, anh có muốn gì cho vợ con anh không? Nói chung là ước đủ thứ mà đừng chỉ ước mong như thôi chứ. Thì anh mong gì cho vợ con anh? Thì mong mình khỏe mạnh, mình có tiền chứ. Bây giờ được cũng ước rồi, duy nhất là ước là mình được sức khỏe thôi, không sức khỏe là mình nuôi vợ nuôi con ha. Như hơn nữa cái nhà mạnh cũng có giúp đỡ được cái phần này, nó nhẹ được phần ấy. Yeah. Anh nói chuyện rất là mệt nha quý vị và các bạn. Thì bây giờ mình bệnh vậy là mình chỉ ước có sức khỏe rằng mình lao động, mình nuôi vợ nuôi con thôi ha. Cái bệnh của anh thì bây giờ nói chung ra thì hết còn cảm giác gì rồi, quý vị đái dĩa gì cũng hết có cảm giác hết rồi. Nhớ mà cái mình như là mình nặng rồi mình móc ra cho ảnh vậy. Dạ. Là khoảng thời gian bao lâu rồi chị? Thì gửi thư này luôn là tiếng mấy đồng hồ không, mà bao lâu rồi? Lúc trước lúc, là lúc có... lúc mà bệnh nằm vậy luôn đó, lúc mà hôm mà hai giờ cũng không cảm giác là mình phải làm luôn, tại nó đây là không mày là nó lăn kiểu mà đi tiểu không được đó. Mất lăn nó nóng là phỏng mình đâu có nghĩ là nấy đâu. Lăn chai nóng mình chai đó, mình lăn cái này phỏng cho đâu không biết. Phỏng để... không biết đau không? Không biết đau, phỏng lừ luôn, phỏng bên gì hết trơn luôn nè. Yeah. Rồi cái mình mới biết là không cảm giác. Rồi cái ra mình mới buộc đau bụng sao mà không biết sao giờ cầu không được ở đâu, cái mình mới nặng ra cái tức nó nhiều quá, nhiều đau cứ nhắc này nè. Nè cái nó lòi ra con nó móc thì là không cảm giác được. Nghe mình biết nhờ cái này mình mới biết là không cảm giác. Cái đi cộng không được rồi. Đi ra ngoài cái bác sĩ thì cũng đâm ống đường tiểu rồi mình hay ra đâm ống ra cái nên sao mấy ngày đi nặng đâu cho để hoài được. Của mình về nhà thức thì sao? Bác sĩ nói thôi giờ rút ra cái bụng trong ban lên vậy nè, tiểu không được nó trong ban lên. Cái nó đau quá thì mình để nước nóng mình lăn thử coi đặng mà coi có ra được lên nó ra không vậy đó. Cái lăn cái để nó nóng về lăn cái không nó thôi nó nóng. Cái phỏng lên vậy cái chị kêu bác sĩ đâm ống tiếp nữa. Là kiểu như là tức là mình đi cầu đồ đi tiểu không được không đấy. Vì sao mắt này là mình mất ấy vậy là chưa hay mình cầm chai bao nhiêu phút rút cái mình ấy gì là rút gì vậy đây cái nó mình nó chỉ chảy ra. Thì đi cầu thì chiều của mình sáng rửa mình làm một lần móc một lần cái chiều cái mình này rửa với thương vậy đó. nặng cái móc nặng. Bây giờ là anh bị như vậy là nó biến chứng nhiều lắm rồi không chị? Dạ. Mát đồ hết thấy đường được hết. Dạ, thấy đường. Rất mong mạnh thường quân góp sức tiếp gia đình cho gia đình chỉ nha quý vị. Tại vì bây giờ đó thì chỉ ở nhà chỉ lo cho anh thôi, cho anh với chỉ đi làm cũng không có được, chỉ còn phụ thuộc vào thằng bé. Thì hôm nay em đến đây thì cũng có một mạnh thường quân gỡ hỗ trợ cho gia đình chị Kim Loan Nguyễn có hỗ trợ cho gia đình chị là được 10 triệu để chị thang thuốc rồi cho ảnh với lo trong cuộc sống trong gia đình. Chị nhận cái số tiền này giùm em, chị đếm tiền giùm em luôn, chị đếm đi. Đếm nó đủ 10 triệu không? Chị có lời gì muốn cảm ơn chị Kim Loan Nguyễn không? Cảm ơn chị Kim Loan Nguyễn, cảm ơn nhà hảo tâm, cảm ơn anh là
thì anh cũng nằm gán giữ gìn sức khỏe nha anh, rồi có gì thì có mạnh thường quân người ta hỗ trợ tiếp gia đình anh ha. Thì hỗ trợ tiếp chị đi 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 cũng gán mà gán làm lo tiếp cha mẹ ha. Bé gán học nghe con, mới học lớp 3 đó, anh lớn anh làm được rồi đó, thì con gán con lo mà học. Chứ học có học là không có làm được gì hết đó. Tại vì đất cái này cũng mình ở cũng không phải là đất mình người ta cho ở đâu. Nhà thì từ thiện người ta cắt, sau này mình gán cố gắng mình làm, mình kiếm được miếng đất gì chắc lo cho mẹ. Nha. Thì cái video của mình đến đây xin được phép kết thúc nha quý vị khán giả. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.